với ai, chứ không phải minh sư cho tất cả mọi người được. Thành ra cái này là một trường phái, mình nói theo thế thông thường ta gọi là một trường phái tu tập của người ta. Mình bằng lòng á thì mình chịu, bác sĩ bệnh bằng nhân điển mà. Còn mình không bằng lòng thì mình không chịu. Còn tu để mở luân xa rồi đó thì cũng là một trường phái. Trường phái giống như là vô số trường phái trên cõi đời này về tôn giáo mà. Thì mình không chịu rồi thôi. Chứ mình nói rằng là mình là minh sư, mình đưa ra một cái tiêu chí nào đó để bắt buộc mọi người nghe là ta không có nghe đâu. Chỉ biết là cái đó không phải của đạo Phật và không có luân xa nào để mở. Mà trí tuệ là mình phải học, phải tu, phải bồi dưỡng. Mà theo đạo Phật thì từ giới nó sanh ra định, do tu hành cái giới thân khẩu ý thanh tịnh mà nó có ra cái định tâm. Từ cái định tâm mới có thể tư duy ra cái chân lý, nó thành ra trí tuệ. Thành ra tuệ là do định, mà định là phải có giới. Thì tam vô là học ra như thế, đó là đạo Phật. Còn cái mà ngồi mà để chờ luân xa hay là điểm quyệt gì đó thì cái đó là trường phái của người ta, mình không có nói chi. Bây giờ mình làm việc của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2004, như thường lệ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 155. Lần trước chúng ta học nghiên cứu tới cái đoạn mà ông Cao Quý Đức Vương hỏi Phật rằng: Bạch Thế Tôn, tu học kinh Đại Niết Bàn nghe được những điều chưa nghe. Giờ đây xin Thế Tôn thương xót dạy cho chúng Bồ Tát hiểu rõ thế nào là Niết Bàn, thế nào là Đại Niết Bàn. Đây cái đề tài của hôm nay đây rất là bổ ích đấy. Đức Phật khen: lần thai này thiện nam tử, lời thưa hỏi của ông nói lên rằng ông có tư duy, thường ở trong định tuệ mới có thể nêu câu hỏi như vậy. À, câu hỏi này là phải có tư duy, có định tuệ, chứ không phải người thường mà nêu câu hỏi đó được, hiểu được và nêu câu hỏi đó đâu. Người thường thì ta cứ hiểu rằng là Niết Bàn là một cái cảnh giới đó, nó ở đâu xa, vô cùng xa, nó không có ở trong cái cảnh giới của con người của chúng ta đang sinh hoạt, mà nó phải ở xa. Ở xa mà người ta tưởng tượng giống như là cái cảnh cực lạc, mà khi mà nói tới cảnh cực lạc là phải ở phía mặt trời lặn, giống như là cảnh Tây Phương Cực Lạc vậy. Thế thì thay Tây Phương Cực Lạc mà hỏi, mà biết hỏi cũng phải là Phật cũng phải khen là lành thai, lành thai. Ông có tư duy tu tập, ông mới hỏi được cái câu như vậy.
Chứ còn không có tư duy, không có tu tập á, thì là hãy nói tới cảnh cực lạc á, thì cứ tưởng tượng phía mặt trời lạnh và đi hoài về hướng đó sẽ gặp cảnh cực lạc. Bởi vì gọi là Tây Phương Cực Lạc thì đương nhiên nó ở phía mặt trời lặn rồi. Thế thì người ta hiểu như vậy là hoàn toàn không đúng gì về đạo Phật hết. Cho nên cái người mà hỏi cảnh giới cực lạc cái Tây Phương ra làm sao á, thì phải là cái người có tư duy, có tu tập mới tìm hiểu cảnh giới cực lạc, và hỏi thì Đức Phật nói nó mới là đúng được. Cũng như Niết Bàn cũng vậy. Niết Bàn là cách đây cỡ 40 năm có một ông linh mục tên là Trung, vì Trung đó tôi không có nhớ. Ông dựa trên cái bằng tiến sĩ thần học của ông, ông đem ra cái đề tài Niết Bàn này nè của Phật nè. Ông viết ra là trong cái luận án tiến sĩ của ông. Thế thì lúc đó xôn xao nhiều người lắm ở trong Phật giáo. Thì kẻ nói này người nói kia cũng phản ứng, nhưng mà cũng tiêu cực thôi, không đến nỗi gì là nó thành ra một cái trận là đối thoại, là bút chiến gì ghê gớm. Tuy nhiên là cũng có người viết ra những cái quyển sách nhỏ để mà phản đối. Nhưng mà lúc đó thì tôi đọc ra đó, thì tôi thấy rằng là cái người có công mà viết ra để mà phản ứng lại với cái luận án tiến sĩ đó thì nó được cái chừng là 20-30% của cái nghĩa Niết Bàn Phật thật sự. Tuy nhiên là hiểu Phật 20-30% tấn công cỡ đó là bên kia đủ ngã rồi. Còn như là Niết Bàn này mà nói 100% của đạo Phật á, thì coi như là cái hiểu biết của cái luận án tiến sĩ kia nói đúng ra là thuộc về rau ria bìa chéo. Nếu mà nói theo cái tục ngữ thế gian á, thì là gối rơm thì theo phận gối rơm, đừng có ở dưới đất mà chồm lên cao. Cốc á, thì đừng có hòng mang guốc. Mình không phải là ở trong cái đạo của người ta, mình không biết Niết Bàn là gì thì mình đừng có nói càng nói bướng như thế. Thế mà từ xưa tới nay thì người ta có làm việc đó, người ta có nói việc đó. Bây giờ đây là mình phải học cái bàn thiệt của kinh Đại Bát Niết Bàn đây nhé. Cái cốc mà leo thang thì leo không lên tới thang được đâu. Cốc mà đi guốc thì cũng không đi được đâu. Gối rơm mà đòi cái gì nữa đó không được đâu. Phận hèn thì bao quản nước xa, lên đên đâu nữa cũng là lên đên, bèo mà đòi lên mây ở sao được. Cho nên không biết Niết Bàn thì đừng nói Niết Bàn. Bây giờ chúng ta học Niết Bàn này. Đức Phật khen lành thay, ông hỏi như vậy là ông có tư duy đấy, thường ở trong định tuệ mới có thể nêu câu hỏi như vậy. Thế nào là Niết Bàn, thế nào là Đại Niết Bàn? Này thiện nam tử, như người đời thường nói, có biển lớn, có núi lớn, có thành lớn, có nước lớn, có đạo lớn, có nhà lớn, có đất lớn, vân vân và vân vân. Có sông lớn, và cứ vân vân mà nói. Có Niết Bàn, có Đại Niết Bàn. Đây cái chữ đại với không đại là vậy. Thế thì đưa ra cái ví dụ đó cho thấy rằng là Niết Bàn nó nhiều thứ lắm, và nó cũng không phải là cái gì lạ. Núi và núi lớn cũng là núi thôi, nhiều núi xíu gì, đi lên biệt mà là cao nguyên của Bắc Bộ đó thì là hàng hà sa số núi. Nhưng mà núi rồi có núi lớn, rồi sông miền Tây thì sông rất nhiều, nhưng mà sông rồi có sông lớn.
thì trang trại vườn tược. Cũng nhiều người làm trang trại vườn tược, nhưng mà vườn tược có vườn tược lắm, trang trại có trang trại lắm. Thế thì cái trang trại là nhiều lắm, chỉ có cái điều là trang trại là không lớn, mà trang trại lớn là trang trại lớn, trang trại rộng. Vấn đề là thế. Sông có sông lớn, sông có nghĩa là sông là nhiều lắm, nhiều nhiều sông lắm. Chỉ có cái điều là gọi là sông lớn là con sông đó phải lớn. Biển rồi biển lớn, biển mà thường người ta gọi là biển, đây gọi là hải. Mà biển mà thật lớn thì người ta gọi là dương, đại dương. Biển là một vùng nào đó, thì biển hồ, biển nào đó, vùng biển nào đó thì ta gọi là biển. Mà biển mà thật lớn đó thì ta gọi là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương. Thì thành ra biển thì có biển lớn. Chứ biển thì có nhiều, nhưng mà biển lớn thì là đó là mới là vấn đề. Từ đó ta mới suy ra rằng nếu bạn có nhiều thứ đâu. Do vậy cho nên là nhiều hạng người, nhiều bậc người trong xã hội đều có thể tạo cho mình niết bàn được hết. Chỉ có cái điều là niết bàn lớn thì là còn tùy theo người, ai làm được điều đó, ai chưa làm được. Chứ còn niết bàn thì có. Đấy, vấn đề là cái chỗ đó. Có thể ai cũng có làm ra cho mình cái niết bàn được, chứ không phải niết bàn là ở cái phương trời đông tây nam bắc trên dưới gì hết. Không có ở ngoài cái cảnh giới mà ta đang sinh hoạt. Đừng bao giờ hiểu niết bàn là ở ngoài cảnh giới mà ta đang sống, loài người đang sống, đang sinh hoạt. Từ chỗ đó cho nên ta suy ra cảnh giới cực lạc ở Tây Phương cũng vậy. Nói cực lạc Tây Phương, nhưng mà thì thật không phải là nó ngoài cái cảnh giới mà của loài người đang sinh hoạt. Do vậy mà nước bàn thì nhiều lắm. Chỉ có nước bàn và nước bàn lớn. Nước bàn lớn tức là đại nước bàn. Nước bàn là thế nào? Ví như người đời được chén cơm ăn, gọi là được an vui. Người đói ha, đang đói bụng lắm mà được chén cơm ăn thì thích lắm, vui lắm. Thế là cái vui đó là niết bàn đối với cái lúc mà quá đói đấy. Người bệnh được lành, bệnh nhức nhối riêng mình quá, nóng lạnh bất thường mà giờ được lành, gọi là an vui. Thế thì đó cũng là một hình thức niết bàn ngắn ngủi nho nhỏ đó. Người sợ hãi có chỗ nương tựa, gọi là được an vui, cũng là một hình thức niết bàn. Nếu lúc sợ hãi thì không có niết bàn, mà lúc hết sợ hãi có được an vui, có chỗ nương tựa, thế là một hình thức niết bàn nho nhỏ. Người nghèo còn được nhiều của báo, gọi là được an vui, là được an vui, đó cũng là một hình thức vui. An vui là cũng là niết bàn nho nhỏ ở đây. Người tu quán bạch cốt vi tần, chẳng sinh lòng dục, gọi là được an vui, đó cũng là một hình thức niết bàn nữa. Tất cả sự an vui ấy cũng gọi là niết bàn, nhưng không được gọi là đại niết bàn, vì là cái vui đối đãi, cái vui có ngắn có dài, có sanh có diệt. Cho nên cái vui đó nói 1000 thứ cho tới 84000 thứ vui có thể nói được hết, thì mỗi cái vui nào đó cũng đều gọi là một hình thức niết bàn được hết, không có gì sai sai hết. Nhưng mà cái vui đó nó không có ở lâu với cái con người. Cái vui đó hoặc là dài, hoặc là ngắn, hoặc là 1 giờ, nửa giờ, 1 giờ, 2-3 tiếng đồng hồ, hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày. Thế thì cái vui đó người ta có thể có thể làm, có thể tạo. Thì những cái thời gian mà
không có các cái điều khổ. Được những cái điều vui như vậy, đó là hình thức của Niết Bàn tất, chứ không phải Niết Bàn là cái gì ghê gớm lắm đâu. Chỉ có điều là Niết Bàn đó nó không có ở lâu, nó không ở bền, nó không vĩnh viễn, thành ra không được gọi là đại Niết Bàn, vì nó là cái vui đối đại. Cái vui đó có sanh có diệt, có ngắn có dài, nó ở lâu và nó biến mất rất mau. Người phàm phu hoặc hàng thanh văn nhị thừa, nhân tu tập mà dứt được kiết sử cõi dục thì được gọi là an vui. Nãy mình dứt kiết sử cõi dục thì gọi là được an vui. Như thế là người phàm phu dứt được cái kiết sử cõi dục là đã có Niết Bàn rồi. Kiết sử cõi dục đó là cái gì? Đó là kiến hoặc và tư hoặc. Ở cái người mà còn kiến hoặc và tư hoặc đó thì là hàng ngày cái đời sống của mình nó bị lôi cuốn ở trong dục, trong cái thế giới dục vọng, cho nên ta gọi là dục giới. Dục giới là cái thế giới dục vọng. Mà thế giới dục vọng á thì chúng ta để ý cái thế giới đó là tức là cái phạm vi dục vọng mà của tâm tưởng và đời sống sinh hoạt của người nào đó, chứ cái thế giới dục vọng đó nó không có cái diện tích bao nhiêu cây số vuông, bao nhiêu trăm, bao nhiêu ngàn, bao nhiêu triệu cây số, hoặc là đường kính là bao nhiêu cũng có, gọi là cái thế giới dục giới. Đó là nó riêng của từng người, cái sự sinh hoạt của mình mà nó ở trong cái cõi dục, mà mình thường bị nó tác động, nó lôi cuốn và nó hoành hành bằng những cái dục vọng, thì đó là thế giới của cõi dục. Mà thế giới cõi dục là của từng người, chứ nó không phải là cái thế giới chung. Nó có cái diện tích đường trực kính bất kính là bao nhiêu cây số. Thế thì người phàm phu mà dứt từ được cái kiết sử, chữ kiết là kết, là cột, chữ sử là sai sử, thành ra là tham sân si mạn nghi, ta gọi đó là kiết sử. Rồi thân kiến, niên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, do giống thủ kiến, ta cũng gọi là kiết sử. Nhưng mà tham sân si mạn nghi thì người ta gọi là kiết sử, mà là độn sử, độn kiết sử. Còn thân kiến, niên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, do giống thủ kiến cũng là kiết sử, nhưng mà ta gọi đó là lợi sử. Lợi sử là gì? Cái đó là do ở trong môi trường hoàn cảnh xấu, thầy tà bạn xấu họ rủ rê, họ tuyên truyền, họ rủ rê mình làm những cái việc đó. Nhưng mà khi mà mình gặp thầy lành bạn tốt, người ta có trí tuệ hơn thì người ta cắt nghĩa rằng là cái việc làm đó là không phải là tốt, việc làm đó không có lợi mà nó có hại, là do cái sự si mê đần độn không có trí tuệ. Ví dụ như chấp về thân kiến, về biến kiến, về tà kiến, về kiến thủ kiến, về giới cấm thủ kiến, chấp cái sai lầm mà mình cho là đúng ha, thế thì là có thiện hữu thiện thức tốt là ta nói cái là mình giác ngộ ngay, cái mình bỏ cái đó vậy à. Thành ra cái đó cũng gọi là kiết sử, mà là lợi sử. Lợi sử là ví như ngọn lửa cháy bùng, nghĩa là kha nước vô, do rồng hà nước vô cái nó tắt ngay. Còn như là tham sân si mạn nghi á, cũng là sử, cũng là kiết sử, nhưng mà là độn sử. Nó giống như cái lửa mà nó cháy đã thành than rồi, nó ủ với những cái lớp tro, thành ra là nếu mà phun nước bằng vòi đồng, bằng tia như mưa vậy thì có thể là coi như không còn lửa nữa, nhưng mà kỳ thật lửa nó còn. Vì vậy mà ta gọi là cái kiết sử của năm cái món tham sân si mạn nghi á là độn sử. Thế thì những cái kiết sử
năm cái món độn thử và năm món loại thử đó là nguyên nhân mà để cho chúng sanh là luân hồi sinh hoạt ở trong tam giới, mà chủ yếu của nó là nó thường thường là nó hoạt động ở trong dục giới. Người ở trong dục giới là luôn luôn là không lúc nào là không có 10 cái thứ kiết sử đó. Mà giúp được những cái thứ kiết sử đó thì có an vui. Mà có an vui như vậy là có niết bàn đó. Rồi có thể dứt hết kiết sử cõi sắc, cõi vô sắc thì được gọi là an vui. Dứt cửa cõi sắc, thí dụ mình tu tập về ly sơ thiền đó bạn, tu tập về cái thiền định, cái đầu đề là ly mà sanh ra hỷ lạc, rồi cái nhị thiền cái tu định nó sanh ra cái hỷ lạc, rồi ta thiền là tu xả mà nó chỉ còn cái niệm thanh tịnh thôi, rồi tứ thiền thì ly hỷ, rồi cái diệu lạc. Cái diệu lạc này là cái vui, này là cái vui đã bỏ đối tượng rồi đó, cái vui không còn không cần đối tượng nữa. Thay vì là mình phải có cái đối tượng để mình chú tâm vào một cái đối tượng nào đó để mình tư duy, mình cột tâm mình vào đó nó mới có ra cái hỷ lạc. Còn ở đây thì mình bỏ đối tượng mà cái tâm mình vẫn không tạp loạn, không trạo cử hôn trầm bất tính giải đại nữa, mà vẫn có cái vui, tôi gọi đó là xả niệm thanh tịnh ha. Thế thì là tu tập như vậy, dựa trên tam thiền người ta có thể dứt hết kiết sử của cõi sắc giới. Cõi vô sắc và giới thì được gọi rồi có thể dứt hết kiết sử cõi sắc, cõi vô sắc thì gọi là được an vui. Là muốn dứt cái kiết sử của cõi vô sắc thì tu tứ không, tu về tứ không định cũng gọi là được an vui. Thế thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng có cái an vui của cõi sắc. Mà có an vui như vậy có nghĩa là diệt kiết sử cõi sắc là đã có niết bàn rồi, đã được niết bàn rồi. Rồi tu không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, thì thành ra là cái tu tập những cái định ở trong cõi cõi vô sắc thì cũng có cái an vui, cũng gọi là niết bàn. Hễ có an vui là được gọi là có niết bàn, chỉ có cái điều là niết bàn đó không gọi là đại. Mà cái niết bàn mà có cái an vui của phàm phu cho tới cõi vô sắc đó vẫn có niết bàn đó nha. Là vì mình tránh được cái tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ với cấm thủ thô trọng đó, mình xa lìa được đó rồi. Bởi vì mình có tu ly mà, ly có nghĩa là những cái thô trọng của tham sân si mạn nghi, của vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu đó, mình đã ly, mình được ly đó chứ. Cho nên nó có cái hỷ lạc, thế thì cái hỷ lạc đó đều được gọi là cái bàn. Do vậy cho nên là từ lục dục rồi tu các cái thứ định của cõi trời sắc, cõi ngôi sắc đều có an vui được hết. Chỉ có điều là cái an vui đó nó không thường xuyên liên tục, mà vấn đề chính yếu là cái định đó, tu các cái thứ định đó nó đem lại cái an vui đó chưa có trí tuệ sâu sâu sắc.
vì chưa có trí tuệ sâu sắc cho nên là nhận thức chân lý chưa sâu sắc, chưa thấy rõ cái nào là nguyên nhân của cái phiền não vô minh nó có thể tái sanh trở lại. Mà nếu mà cái trí tuệ mình tu mà mình chưa thấy được cái nguyên nhân sâu sắc của phiền não vô minh có thể tái sanh, cũng giống như là xóa đói giảm nghèo, mà xóa đói giảm nghèo kiểu nào là hết nghèo luôn, thì cái đó mới là đạt tới cái đỉnh cao của một dân tộc. Chứ như mình đây thì cũng có xóa đói, cũng có giảm nghèo, cũng tốt đấy, nhưng mà nó khổ có cái là còn tái nghèo. Tôi nghe cái chữ tái nghèo tôi sợ quá đó. Mà đó là sự thật, người ta làm ăn có thể thất bại, hoặc là có người chủ quan thấy mình khá lên được rồi thì tối về đây là euro, cúp euro này là thích coi đá banh rồi cá độ hả, cá độ rồi nuôi heo thì không lo cho heo ăn nữa, mà làm ruộng nó thì là không lo nước nôi, bởi vì cá độ bằng đêm thì khuya sáng ngày thì lên nó buồn ngủ không đi làm, rồi cá độ rồi lỡ thua cái buồn buồn cái nhậu à, thì cái kiểu đó là nó tái nghèo này. Vì sao nó có tái nghèo như vậy? Là tại vì chưa nhận thức được cái nguyên nhân tái nghèo cho nên nó mới có tái nghèo. Cho nhận thức được cái nguyên nhân của tái nghèo thì khi mà có vốn liếng rồi, người ta rất là dè dặt và cẩn thận thì người ta có thể đi lên được, không còn tái nghèo nữa, do đó giảm nghèo. Đấy. Thành ra là cái mà mình được cái niết bàn mà từ cõi dục ra tới cõi sắc như nói nãy giờ đó, là chưa có cái trí tuệ để nhận thức được cái nguyên nhân có thể tái sanh lại phiền não vô minh. Vì vậy mà luân hồi sinh tử chứ không phải là ông trời, ông Phật, ông Bồ Tát nào bắt con người đó phải luân hồi trời người Atula địa ngục ra quỷ xuất sanh, trời người Atula địa ngục chúng mày ở đây hoài tao không cho mày lên, không có cái vụ đó. Không có cái ông nào mà chơi cái kiểu ngang tàn bướng bỉnh như thế. Đối đầu Phật ta thì không có dạy cái đạo lý rằng là có một cái ông nào mà có thể làm cái hành động ngang tàn thích thực như thế. Mà cái đó là do mình tu tập chưa thiền định, chưa sâu, trí tuệ chưa cao, vì vậy mà cái nguyên nhân tái sinh phiền não vô minh mình chưa dứt trừ được. Cũng như cái người mà được giảm nghèo mà chưa có ý thức sâu sắc về cái nỗi khổ của nghèo, và cũng chưa phát huy được cái trí tuệ để mà làm nên sự nghiệp cao hơn cái mình vừa có. Do vậy mà từ cái chỗ giảm nghèo nó có thể tái nghèo. Còn những cái người mà nhận thức sâu sắc trong cái lúc mà vừa giảm nghèo thì người ta học thêm nhiều nghề, nhiều nghiệp và làm ăn chắc chắn hơn, cẩn thận hơn thì nó không tái nghèo mà nó đi lên. Do vậy mà vấn đề luân hồi lục đạo là mình có đó chứ. Đoạn được kiết sử của cõi dục có niết bàn, đoạn được kiết sử cõi sắc có niết bàn, đoạn được kiết sử cõi vô sắc có niết bàn, tứ thiền tứ không nói chung là tu cái đó đều có niết bàn hết. Nhưng mà niết bàn nó chưa được gọi là đại niết bàn. Niết bàn đó là niết bàn ở trong cái vòng lục đạo luân hồi có thể tạo ra, nhưng mà cái đó giống như xóa đói giảm nghèo mà chưa ra khỏi được cái trí tuệ mình chưa cao, nghề nghiệp mình chưa bồi dưỡng cho tốt, cho nên có thể bị tái nghèo. Tôi nói như vậy nghĩa là tôi muốn nhắc với đại chúng rằng chúng ta có thể, mỗi người có thể tự mình tạo cho mình niết bàn đấy chứ. Và sự thật mọi người đều có quyền hưởng niết bàn hết, nhưng mà thời gian ngắn dài lâu mà đấy. Cũng từ chỗ đó cho nên ta mới tư duy ra chúng ta cục khéo, chúng ta có vẫn sống trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sanh, chúng ta có rơi vào chứ, cái đọa đó, cái đọa tức là rơi vào,
Có những lúc ta bị rơi vào trong địa ngục là lúc đó ta sân quá, ta khởi tham quá thì ta là rơi vào ngạ quỷ, tham vọng mà vô bờ bến, không thấy thỏa mãn hậu nào. Bất chợt tình cờ nó khởi ý niệm như vậy, thế thì rơi vào ngạ quỷ. Bởi vì ngạ quỷ là cái loại thèm thuồng cung cầu không thỏa mãn được, khát vọng triền miên. Rồi có những lúc ta si mê, ta quên đi những cái luân thường đạo lý, những cái cương thường, những cái tam quy ngũ giới gì ta quên hết trơn. Ta sống nghe là mất cái đó, thế thì ta rơi vào là súc sanh đó chứ. Cương thường không có, tam quy ngũ giới không có, tức là con người mà bất thông cổ kim thì như ngưu mã nhi cấm cứ. Cương thường của đạo Phật không có, tam quy ngũ giới của nhà nho không có. Thế là một con người mà không thông được những cái việc như vậy thì theo cái quan điểm của nhà nho, người ta đánh giá rằng là giống như là súc vật mà mặc áo quần ấy. Nghĩa là xã hội xem thường, luật pháp trừng trị, mọi người chê bai khinh khi vân vân. Thế thì là nó mất đi cái tư cách, cái nhân phẩm của con người thì giống như là ngưu mã gì cấm cứ, nhân bất thông cổ kim như ngưu mã gì cấm cứ. Thế thì ta có thể rơi vào lúc nào đó, ta có thể mê mờ ta rơi vào đó chứ. Rồi địa ngục cũng vậy, sân cực sân, mà cực sân là nó sinh ra nhiều thứ nguy hiểm cho bản thân, đau khổ cho bản thân và có thể làm liên lụy cho những người xung quanh, cho gia đình, cho con cái, cho ông bà, cho cha mẹ. Thế thì cái cùng cực đau khổ đó là những cái lúc đó mà ta không kềm hãm nó được, ta không hóa giải nó được thì ta có thể lúc rơi vào đó, gọi là rơi vào đọa vào tam đồ. Rồi mà nếu mà ta tu tập thì ta vừa rơi vào là ta ra ngay. Đấy, trong này là có những Phật tử nói câu đó, nhiều người nói câu đó. Do có học Phật, do có tư duy, có quán chiếu, cho nên có những lúc lỡ bất giác rơi vào. Nhưng mà rơi vào biết mình đang rơi vào địa ngục, rơi vào trong cái trạng thái sống của ngạ quỷ, của súc sanh, cho nên người ta ra. Ta giọt ra bằng cái trí tuệ, ta quá giải, ta giọt ra. Mà giọt ra rồi thì ta ngang bằng với hoặc là người, hoặc là Atula, hoặc là nhẹ nhàng nữa thì là cõi trời. Chỉ có điều là ra khỏi ba cõi, ra khỏi cõi trời là cái ranh giới của đạo Phật, người ta chia ra là cái ranh giới nó từ đây tới cái cõi trời. Bởi vì cõi trời là có thể luân hồi, mà vượt lên cái phước báo, cái niết bàn của cõi trời á thì mới là không tái nghèo nữa được. Cái niết bàn đó mới là, nó cũng chưa được gọi là đại, nhưng mà nó cũng là trung niết bàn, nó không tái nghèo. Tức là cái người xuất ly tam giới, ra khỏi cái trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, ra khỏi cái vòng lục đạo đó, luân hồi đó, thì giống như người làm ăn dám nghèo rồi không tái nghèo. Còn ở trong trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì còn bị tái nghèo, nghĩa là có thể luân hồi trong lục đạo đó quanh quẩn mà có thể không biết chừng nào mới ra khỏi. Mà cái đó do mình, tôi nhấn mạnh cái chỗ, cái đó là do mình chưa có cái trí tuệ để vượt ra cái tái nghèo, chứ không phải người ta bắt buộc mình phải tái nghèo. Không có ông trời, ông Bồ Tát nào, ông Phật nào mà bắt buộc người ta phải quay quần trong lục đạo, mà mọi người đều có thể ra. Nhưng mà tại mình chưa nhận thức được cái phương pháp, cái điều kiện, cái đường lối tu hành để ra khỏi ba cõi, cho nên mình còn rơi vào trong lục đạo luân hồi mà thôi. Chỗ đó là để ý đấy. Từ chỗ nhận thức đó, chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể tạo niết bàn nhỏ lớn do ta, đại niết bàn hay tiểu niết bàn hay trung niết bàn do ta. Trung niết bàn thì nó ở lâu hơn tiểu niết bàn,
và đã Niết Bàn thì tất nhiên là vĩnh viễn là Niết Bàn rồi. Thế thì tất cả những sự an vui như nói nãy giờ đã nêu ra cụ thể đó, thì được gọi là Niết Bàn, nhưng chẳng được gọi là Đại Niết Bàn, vì còn tập khí phiền não có thể tái sinh vô minh. Trong hàng ngũ Phật tử chúng ta có những người diệt vô minh được đấy chứ, nhưng mà rồi á là cái trí tuệ của chúng ta nó không có được thường xuyên liên tục, cái chánh niệm của chúng ta, ta chưa giữ vững được cái chánh niệm, cho nên là nó bị tái vô minh phiền não, nó tái sanh. Chứ có những cái lúc chúng ta dứt phiền não vô minh, thì những lúc mà dứt phiền não vô minh là chúng ta có Niết Bàn này. Tập khí phiền não là thế nào? Tập khí của thanh văn duyên giác là những cái quan niệm chấp sai lầm chân lý. Này, thanh văn duyên giác mà còn những cái quan niệm chấp sai lầm chân lý thì tập khí của phàm phu, của nhân thiên thì là chấp sai lầm chân lý, càng không biết đâu mà kể đến cho hết. Cái tập khí chấp sai lầm chân lý của phàm phu á là kiến hoặc và phi hoặc này, bao nhiêu đó thôi mà chúng ta còn trị được chưa nổi đó. Thân kiến thử hỏi cho được bao nhiêu người trị nó nổi. Thân kiến mà chết rồi mà còn á là còn quý báo cái thân vô cùng. Nói cái này tôi biết, nói này là tôi nguy hiểm lắm đấy. Nhiều người ta không bằng lòng. Tôi nói ví dụ như có một Phật tử mới hỏi tôi nè, thì mồ mả ông bà chết chôn lâu lắm rồi, và cách đây ví dụ như 20-30 năm mà đã mình hồi đó mà chôn được, mà ông bà đã chịu cận năm nay 20-30 năm được. Thế thì là đó là cái thông thường, là ai nói tới cái đó là ai nghe cũng quan nghênh mà. Thời xưa mình cho ông bà mình cái chỗ đất nó thấp quá, rồi mình nhìn thấy nếu mà mùa mưa nước ngập này thì mồ mả nó bị lé đé, thậm chí là nó ngập, cho nên giờ đau lòng xót dạ dời lên chứ gì. Đạo lý đó thì ai nghe mà không cho là phải, vì nằm dưới lạnh, nằm dưới vậy là ông bà mình lạnh lắm, phải quá cái gì nữa. Trời, tôi đi đây xuống Cà Mau tôi nói nghe là cái mùa tôi đi chưa phải là mùa nước nổi đấy, mà nước cái con kinh Cà Mau kinh gì đó từ Cà Mau đi lên tới Sóc Trăng á, nước nó lên cái mồ mả người ta hết. Thì tôi hỏi thăm ra cái thấy nước nổi là coi như khỏi có cái nấm mả nào còn. Thế thì người ta nói là ông bà lạnh thì kia nọ, cho nên là nếu có điều kiện thì dời lên là đúng quá là cái gì. Ai cũng chịu. Rồi bây giờ tôi nói ví dụ như bây giờ cái mắt không sao hết đây, tôi mới nói Phật tử nè, ông già muốn dời mồ mả ông bà mình lên, Phật tử hỏi tôi chứ dời có sao không? Tôi nói không sao, chỉ có cái điều là nó có tốn kém, nhưng có tốn kém vậy thôi. Tuy nhiên là nếu mình có điều kiện tốn kém thì mình dời mồ mả ông bà tự nhiên đất thấp mình lên đất cao thì ai thấy ta cũng thích đấy, nhưng mà tốn kém. Còn hỏi có sao, tôi nói không có sao, bởi vì ông bà đã chịu chôn 20-30 năm ở dưới đất rồi thì bây giờ nằm thêm mấy trăm năm nữa nó cũng vậy à. Không có ông nào rên than lạnh lẽo khó chịu gì trơn á, mà đem lên cao thì ông bà cũng không có thở khỏe hơn gì hết á, mà để luôn đó cũng có ngột hơn gì hết.
Sự thật là vậy. Ừ, nhưng mà bây giờ là nói như vậy là người ta nói cái ông này không có biết cội nguồn là gì. Cây có cội uống nước với nguồn chứ. Ông bà mình ngột nghẹt ở dưới thì phải đem lên chứ. Nhưng mà thật sự đem lên có được cái gì đâu. À, mà nếu còn như vậy, cõi như vậy đó, là vấn đề thần kiến, biên kiến đều chưa có rõ ràng. Đấy, tôi nói ví dụ, bây giờ lấy xương cốt mồ mả của ông bà lên, để cho mình an tâm đó mà, rồi đem thiêu đi, rồi đựng vô cái hũ nhỏ, rồi mình làm một cái cộng đồng giống như là cái tháp cộng đồng nào theo ý thích của mình, rồi ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc vào đây đốt tan cho rồi lấy mỗi người chừng muỗng cà phê vậy để trong một cái bình nho nhỏ cho đẹp nào đó mình thích, rồi để chúng vô cái chỗ đó, vừa không tốt mồ mả mà vừa bảo quản dễ dàng, mà là tới cái tháng dỗ chạp á, tháng chạp á, mình lại đó mình cúng cái rụp cái là xong hết trơn rồi, tất cả có một chỗ xong hết rồi. Nếu làm được vậy thì tôi cho rằng hay đấy, nhưng mà cũng không bao nhiêu người chịu vậy, chịu rằng lấy chỗ kia đem lại chỗ nọ cũng làm cái mã vậy, tốn công tốn sức tốn tiền, mà đứng trên cái quan điểm mà của tâm linh á, của người đệ tử Phật á, thì cái việc làm đó người thế gian quan nghênh, mà người Phật giáo thấy rằng Phật giáo cỡ như tôi đây, tôi thấy rằng hoàn toàn không cần thiết. Nhưng mà không phải ai cũng chịu như tôi đâu. Cho nên tôi nói cái này là nguy hiểm tôi đó. Nhưng mà nói là nguy hiểm là nói vậy thôi, chứ cỡ này rồi chẳng còn gì đáng sợ nữa hết. Cứ nói cái lẽ thật, theo quan điểm của Đạo Phật là nói lẽ thật là vậy, không có gì phải sợ hết. Còn quan điểm đó là thân kiến, còn đoạn kiến chưa dứt được, thường kiến vẫn còn bảo thủ, làm gì còn cái gì ở trong đó. Thường kiến là mình cho rằng là có một cái linh hồn còn nguyên đó chứ gì, nằm ở dưới lạnh chứ gì, cho nên dời lên cho trên khô đã khỏi ngập khỏi lạnh, không cần nước ngập, nằm ở dưới đất nó cũng tự lạnh rồi, rồi bây giờ còn sợ cái gì nữa mà dời lên khô cho nó ấm. Cho nên là cái vấn đề trí tuệ là vậy đó. Tư duy rồi phải nhận thức được cái sự thật. Nhưng mà thường thường là người ta ít coi cái tư duy để nhận thức được cái sự thật. Cho nên cái đạo lý liễu nghĩa của Đại Thừa mình nói không phải ai cũng nghe dễ dàng tiếp thu đâu. Tôi thì tôi dứt khoát rồi đó, chị tôi làm một hơi vậy à, 9-10 cái mồ mả vậy đó, cái chuyện chị làm thì tốt, chị có tiền, con chị có tiền nó làm thì tôi cũng không có chê, nhưng mà điều tôi không có bỏ tiền vô làm, chị làm được rồi, bởi vì tôi đi quyên tiền của bổn đạo của má tánh gì đó mà tôi làm mồ mả cho ông bà tôi làm nó trật kinh điển của tôi cũng chịu được, tôi không làm. Mà tôi cho rằng chị làm đi nữa cũng vậy thôi hả? Và bây giờ chị làm thì chị còn thấy cái bồ mã đó là trong vòng 5 năm, 10 năm gì đó, còn cái lúc nào đó người ta sẽ giải tán hết thật là nghĩa trang nghĩa địa đấy. Rồi mất lên lần nữa rồi tới lui rồi cũng mất hết. Lần này cũng mất hết. Chứ nếu như thật sự mà bồ mã mà nó còn cho tới bây giờ thì là không có đất mà nó ở. Chết lên sinh xuống bồ mã nó còn hoài á ha. Thì con người không có đất mà ở. Cho nên việc đó thì khó đấy. Tâm trí của thân quan duyên giác là những quan niệm chấp sai lầm chân lý. Cái chấp sai lầm chân lý mà cái lần đầu tiên mà Đức Phật triển khai cái chân lý đầu tiên cho hàng thanh văn đó là gì? Đó là chân lý vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh.
Mọi người phàm phu bất tỉnh cho là tỉnh, vô thường cho là thường, khổ cho là vui, vô ngã cho là ngã. Đó là gọi là điên đảo. Vô thường cho là thường, vô ngã cho là ngã, bất tỉnh cho là tỉnh, khổ cho là vui. Và thực tính của giảng pháp là không có gì mà cho là có. Đó là cái sai lầm căn bản của thanh văn duy giác. Còn thấy cái tướng ngã tướng, ngã tướng mà còn thấy ngã tướng là đương nhiên là còn có nhân, nhân tướng. Mà ngã với nhân cộng lại là chúng sanh tướng. Và ngã nhân và chúng sanh tướng cộng lại thì mọi người đều có cái tướng thọ già, có cái tướng thọ mạng, sống lâu, chết yểu, dài, ngắn. Hôm qua tôi nghe nói cái chuyện tôi cười quá. Đọc sớ mà những cái người mà chết trước 30 đó thì gọi là hưởng gì đây? Chưa được hưởng dương à? Rồi từ 35 trở lên đó, hôm qua này cái ông thị giả tôi đây này, ông nói hưởng gì tôi quên rồi. Rồi từ 35 trở lên tới 55 á thì chỉ dùng được chữ hưởng dương chứ chưa được gọi là hưởng thọ. Rồi từ 65 ra 61 đã đi thì mới gọi là được hưởng thọ. Ha. Tôi nghe tôi thấy cười quá. Nổi có bao nhiêu đó thôi mà nó làm cho người ta rối rắm vô cùng. Chứ không có hưởng cái gì hết á. Hưởng dương cũng không trúng, mà hưởng thọ cũng không trúng, mà bách tuế nhất kỳ hy cũng không trúng. Cũng như cái tuổi già của mình đó, tuổi già ta chia ra lão thành, lão mạo, lão liệt, còn là 100 tuổi là gọi là kỳ hy, bách tuế là nhất kỳ hy á, xưng hô chữ mà cho đúng. Thế thì cái đó là Khổng Giáo là đặt ra vấn đề đó, nó quan trọng lắm ha. Mà đạo Phật thì mấy cái đó không có nhầm gì hết. Do vậy mà hồi nhỏ tôi học có ông giáo sư, ông cho ra làm bình luận, ông bảo mình phân tích rằng là Khổng Tử là người làm loạn thiên hạ. Ông nghe sững sững à. Hồi nhỏ mình đâu có đọc sách gì đâu nhiều, mình đâu có biết được là cái chủ trương của Lão Tử làm sao, Khổng Tử làm sao, rồi Mặc Tử làm sao, rồi Thích Ca Mâu Ni làm sao, mình đâu có biết. Cho cái đề đó là các thầy hãy là giải thích cái vấn đề bình luận là Khổng Tử là cái người làm loạn thiên hạ, cho biết cái nhận xét của quý thầy. Sững sững sao giờ. Chứ bây giờ ví dụ bây giờ tôi nói chuyện làm loạn thiên hạ là dễ quá, rất là dễ. Thanh Văn còn thấy tướng ngã nè, mà còn thấy tướng ngã thì đương nhiên là có tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ già. Còn thấy ngã tướng, tướng ngã tướng pháp như là tôi, của tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm, tôi nghe, tôi thấy, vân vân. Đây mà hả, thấy có cái tôi á là có cái tướng của tôi, còn thấy có cái tôi tức là còn thấy có cái tướng ngã,
mà còn phải có tướng ngã thì còn phải có cái tướng pháp. Nó thành ra nhị nguyên, nó thành ra đối lập. Do vậy mà nhãn căn của tôi thì ngoài kia có sắc trần, nhĩ căn của tôi thì trong xã hội nó có thanh trần, tỷ căn của tôi thì bên ngoài nó có hương trần, cái lưỡi của tôi thì ở các cái nhà hàng nó có đồ ăn ngon lắm, vị trần. Thân của tôi thì nó có nệm, có giường, có vải lụa, là tơ lụa, nó làm cho người ta thích, trơn láng mịn mềm êm ả, gọi là xúc trần. Trí não của tôi thì những cái hình bóng của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp ở ngoài vẫn sinh hoạt, vẫn hiện hữu tồn tại trong cái xã hội vô số kể. Do vậy mà nó có cái đối tượng pháp trần này. Vì vậy mà nếu mà mình còn chấp cái ngã đó mà, thì đương nhiên là mình còn chấp cái lục căn chủ thể phân biệt của mình. Mà hãy còn chấp cái chủ thể phân biệt của lục căn của mình thì bên ngoài có lục cảnh đối tượng để cho mình phân biệt. Chứ tôi không nói lục trần, là tôi kiên cử chữ lục trần là tôi muốn để cho Phật tử để ý đây. Muốn tôi để ý đi sâu sắc á, sắc thanh hương vị xúc pháp á, nó là nếu mà nó không phải là do cái sự phân biệt để nó cám dỗ, để nó quyến rũ, để nó sai sử ta đó, thì sắc thanh hương vị xúc pháp không phải là trần. Bởi vì chữ trần có nghĩa là nhiễm ô, thấy sắc mà đam mê sắc thì là nó mới làm nhiễm ô cái nhãn căn, nó nhiễm ô cái trí, làm cho con mắt thấy cái sắc đó, đam mê nhiễm ô rồi sinh tham, sinh sân gì đó, thì nó làm cái gọi là nhãn cầu ý thức, nó sinh ra cái nguyên nhân của nào khổ, của tội lỗi, của xấu xa nào đó, cho nên nó mới thành ra sắc trần. Chứ tự tánh của sắc không hề là nó có cái nhiễm ô. Do vậy mà Phật nói chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, Phật tử hành đạo thời nhiên hậu đắc thành Phật. Các pháp trong đó có nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, là ý căn, là sáu pháp đó thì gọi là lục căn. Sắc thanh hương vị xúc pháp gọi là sáu cái cảnh đối tượng đó, không hề có nhiễm ô, tự nó có cái tính vấn lặng thanh tịnh của nó. Cho nên Phật tử mà hành đạo mà làm chủ được cái nhận thức của mình, làm chủ lục căn của mình, thì làm chủ được những cái đối tượng phân biệt bên ngoài, thì căn và trần không có tương quan tác hại gì nhau. Cho nên người nào tu hành rồi cũng đều được thành Phật hết. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, Phật tử hành đạo thời nhưng hậu đắc thành Phật. Vì là cái tánh của các pháp căn cũng như cảnh thường vắng lặng, tịch diệt, thanh tịnh. Cho nên người nào mà biết hành đạo, biết làm chủ là thân khẩu ý của mình thì ai cũng được thành Phật. Vì vậy mà kinh Pháp Hoa gọi là tất cả mọi người là Phật, tất cả mọi người sẽ thành Phật. Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài rồi sẽ thành Phật. Bồ Tát Thường Bất Khinh lại từng người mà nói như thế, đó là chân lý đấy. Cho nên là cái sai của Vô Thanh Văn là ở chỗ đó, họ thấy có cái tôi thôi là nó sinh ra nhiều thứ. Còn chư Phật thì vĩnh diệt nhập niết bàn, chư Phật thì vĩnh diệt nhập niết bàn. Niết bàn của Phật không ngã không lạc, mà chỉ có thường và tịnh. Cái tánh tịnh diệt tướng đó là niết bàn của chư Phật này. Niết bàn của chư Phật không là cái gì hết, là cái tự tịch diệt tướng của các pháp.
Chỉ có cái điều là cái tức tịch diệt của các pháp đó, người phàm phu không hề thấy, không hề biết rằng các pháp có cái tức tịch diệt đó. Còn Phật thì thấy rất rõ. Cho nên hồi nãy tôi nói vấn đề là trí tuệ. Cái trí tuệ nó làm cho người ta không tái nghèo, mà còn trí tuệ tới cái mức nào đó nó chưa có đi sâu đi xa được, thì người ta là vượt nghèo rồi có thể tái nghèo. Còn ở đây cũng vậy, Thanh Văn cũng có Bồ Đề, cũng có Niết Bàn chứ. Thanh Văn Bồ Đề là Thanh Văn Niết Bàn, nhưng mà không được gọi là đại. Còn Phật á, thì cái tức tịch diệt của dạng pháp là cái tính chung của chư pháp, bởi vì chư pháp tùng mãn lai thường tự tịch diệt tướng. Cái tức tịch diệt thanh tịnh vẫn là hoàn toàn không có đau khổ, không có phiền não, không có vô minh, là cái tính tịch diệt đó là cái tính chung, chứ không phải dành riêng cho Bồ Tát, cho Phật, mà nó của chung của vũ trụ, của vạn hữu, kể cả con người. Chỉ có cái điều là con người không nhận thức được cái tính thanh tịnh, cái tính tự tịch diệt đó. Còn Phật á thì thấy được cái đó, bởi vì Phật là gì? Phật là giác. Nhìn bằng Phật nhãn, tức là nhìn bằng thập như thị của dạng pháp. Dòm thấy các pháp như thị tướng, tướng nó như vậy, tánh nó như vậy, thể nó như vậy, lực như vậy, tạo tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, không hề có phiền não vô minh nào. Do vậy cho nên là Phật vĩnh viễn thường trụ trong Niết Bàn. Đại Niết Bàn vĩnh viễn là không có cái ngày mà tái nghèo, không có ngày trở lại là phàm phu. Đấy. Cho nên là Niết Bàn và Đại Niết Bàn hơn kém, có hay không, đại hay tiểu, là ở chỗ đó. Hàng Thanh Văn Duyên Giác thấy còn có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ gia tướng, cho nên còn có Niết Bàn của tôi, của ta, của các anh. Còn Phật thì không có. Phật là thấy cái thường tự tịch diệt tướng đó là cái của chung, mà Phật sống trong cái đó. Nhìn, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, nhìn hiện tượng giải pháp qua thập như thị. Cho nên Phật là cái Niết Bàn của Phật là Niết Bàn vĩnh diệt. Cái đó, cái tính đó là cái tính mà tự tịch diệt tướng đó, nó không có sanh. Vì nó không có sanh cho nên nó không có diệt. Mà không sanh không diệt thì là không có đến, không có đi, không tịnh, không cấu. Chỗ này nghe rồi tư duy, rồi quán chiếu, rồi mới phát huy trí tuệ nhận thức. Ta nói chư Phật vĩnh diệt nhập Niết Bàn. Niết Bàn của Phật không ngã, không lạc, mà chỉ có thường và tịnh. Bởi vì Phật đâu có bị khổ đâu mà được thấy rằng mình vui. Thí dụ như người mà không có đói thì nó đâu có cái vui gì nó do được chén cơm. Cái người không có đói thì là cái vui mà người là đói mà được chén cơm mà vui đó, thì cái người nó không có cái vui đó. Cái người bị đánh đòn năm roi khổ đau ghê gớm mà đánh được ba roi rồi tha hai roi, thì cái người mà bị ba roi đó vui mừng, chứ cái người không có bị đánh đòn thì đâu có cái mừng là mình được tha gì đâu. Thế thì là Phật á là thường trụ ở trong cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Mà chúng ta cũng có cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn đó, tại chúng ta không thấy thôi à. Chứ cái đó có đó, trừ ra những cái người mà làm ăn quá nhiều, quá lớn,
quá nhiều việc, nhiều chức, nhiều việc thì không thấy. Chứ cái tự tánh thanh tịnh đến bàn đó, cái người có học đạo, có tư duy, có quán chiếu, mà nhất là cái người mà có cái điều kiện tốt, mà kinh tế vững vàng, mà không tham vọng nữa, bằng lòng với cái có của mình, thì người đó người ta có cái tự tánh thanh tịnh, bình yên an lành sướng lắm đấy. Tôi có nói chuyện với một cái bà Phật tử, mà tôi cũng có đề nghị trong cái kiểu giảng của tôi, thì bà nghe mà cũng nhận thức được cái đó. Thí dụ như người bình thường, người Việt Nam mình bây giờ đây nè, mà người nào mà có được 1 tỷ bạc thôi, chứ thôi đó là tôi nói là so với những người mà có người ta kiếm mấy ngàn tỷ mà ta còn vẫn còn kiếm nữa. Chứ thật ra tỷ bạc không phải là dễ kiếm, mà dùng chữ thôi không có được à, khó lắm. Nếu như người ta cần 1 tỷ bạc đó, người ta gửi ngân hàng, người ta lấy 1 tháng 0.7% á mà, lấy tháng 7 triệu, mà 7 triệu mà hai vợ chồng với vài đứa con nhỏ nhỏ gì đó ha, hoặc là có con lớn rồi đi làm việc rồi, thì cái số tiền đó mà học Phật rồi, học Phật rồi rồi đọc cái bài đa dục di khổ, sanh tử vì lao tùng, tham dục khởi, hiểu dục vô vi, thân tâm tự tại, đọc cái bài đó rồi sống với cái 1 tỷ bạc mà gửi đến ngân hàng đó, ăn cho tới chết gắt mà 1 tỷ bạc vẫn còn à, thì xuống cỡ nè. Nhưng mà cái đó nó phải có điều kiện, là cái người đó phải có học Phật. Chứ còn không có học Phật á hả, có tiền rồi là rủng rỉnh vậy, nay đi đám cưới, mai đi đám hỏi, mốt đi đám dỗ, mà đi rồi muốn cho ngon, sắp bóp rồi rồi mang dài, mỗi lần đi bận bộ đồ mới, rồi mỗi lần đi cái đó mặc áo mới, thì 7 triệu đó không có nhầm gì đâu. Rồi cưới làm hoài riết, rồi tử hình rồi nào cũng hay. Đấy, vấn đề là ở chỗ đó. Chứ thật sự là có nhiều người có 1 tỷ đấy, 1 tỷ nhiều người có. Nói là nhiều lắm thì không phải, nhưng mà có khá nhiều. Nhưng mà có cái là chưa bao giờ người nào có 1 tỷ bạc mà bằng lòng vui. Rồi muốn kiếm 2 tỷ, 2 tỷ kiếm 4 tỷ, 4 tỷ, 8 tỷ, 8 tỷ, 16 tỷ, giờ tới là mấy ngàn tỷ mà chưa chịu ngừng mà. À, cho nên cái đó là cái đáng tiếc vô cùng. Còn như những người mình ta làm tháng 3 triệu mà người ta biết đủ, thì cái đó cũng có niết bàn được đó, chứ đừng nói chi tới 1 tỷ bạc. Cỡ 2-3 triệu thôi cũng đủ nữa. 2-3 triệu là đã quý lắm rồi đó. Còn có người ta là cỡ 600 ngàn thôi, người ta cũng sống đủ nữa mà. Cho nên cái vấn đề đó là vấn đề học đạo, rồi mình tư duy, mình tìm cái an lạc, cái niết bàn cho mình. Chứ không có người nào là không làm cho mình có niết bàn được hết, ai cũng có hết. 500-600 ngàn ta làm được, có người 300-400 ngàn ta cũng tạo ra được, người ta vẫn nuôi con, ta đi học giỏi được, là vì ta giáo dục đứa con của người ta, xài tiết kiệm tiền bạc, ăn học siêng năng, cần cù phụ việc với ông bà cha mẹ, tao với thằng lớn, tao vẫn có niết bàn như thường. Cứ theo định nghĩa niết bàn này nè, niết bàn của kinh đại niết bàn này nè, thì ai cũng có thể tạo ra niết bàn được. Mà trong đó vấn đề là thiểu dục và tri túc hết sức là quan trọng. Còn ai nữa? Đức Phật Thích Ca không hề có đồng xu, sự nghiệp không còn, vậy mà còn có vô thượng niết bàn kia, hút nữa mình có tháng 500 trong. Cho nên là mọi người đều có thể tạo cho mình niết bàn để mình hưởng được hết. Tại nên học cái này ngộ lắm, hay lắm, nhưng mà có cái là không phải mỗi người, người nào cũng khen.
Tại nên nếu bạn của Phật là không ngã không lạc mà chỉ có thường và tịnh, bởi vì cái niết bàn nếu có ngã thì nó là cái gì để nó sanh ra cái niết bàn? Không có. Niết bàn là có niết bàn là do kêu bằng là liễu nhân, cho nên niết bàn không có là cái gì, không có cái chất liệu gì để làm ra niết bàn, vì vậy cho niết bàn là không có ngã. Và tự tánh niết bàn là không có lạc, lạc mà không có lạc. Giống như tôi vừa thí dụ hồi nãy đó, cái người mà đói, rất đói, đói xỉu mà cho chén nước cháo, một chén cơm thì nó mới thấy là vui. Chứ còn người ta ở trong một cái môi trường, cái hoàn cảnh mà là không có vấn đề đói khác thì không có cái vui do ăn một chén cơm. Cái người quá cần tiền được 1 triệu 2 triệu gì đó vui, còn cái người bình thường không cần tiền thì không có cái vui do được 1-2 triệu rồi. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca mà từ khi đi tu rồi á, là không có cái vui mà được cái số tiền tài. Cho nên Đức Bàn là không có cái vui, mà là cái vui vĩnh viễn, tức gọi là vĩnh viễn. Tức bản Phật là không có ngã không có lạc mà chỉ có thường và tịnh. Bởi vì cái tánh mà cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó, ai làm sao cho nó mất được, ai làm sao cho nó gián đoạn được. Giống như hư không, ai làm cho hư không gián đoạn được? Và hư không, ai làm cho hư không nhơ được? Đấy là hư không. Hư không là một dạng, một dạng có và không của vũ trụ đấy, mà mình mượn nó mình làm ví dụ. Thì hư không thì ai làm cho nó tạm không? Không có, không ai làm cho nó tạm không. Và ai làm cho nó ô nhiễm được? Dầu ô nhiễm là như là cái núi ở Philippines là đốt 700 viên dầu ở Kuwait, nhưng mà rồi hư không, cái chất, cái thể thanh tịnh của nó vẫn y nhiên bất động, chẳng qua là khói của 700 viên dầu làm cho người ta thấy đen, chứ cái thể hư không không có đen. Núi Rotobo gì đó Philippines phục lên làm cho vẫn đục bầu trời, nhưng mà làm tại người ta thấy vẫn đục bầu trời, chứ kỳ thật là thể hư không không hề có bị đục. Do vậy cho nên là rồi nó qua cái giai đoạn đó, nó vẫn lắng trả lại cái thanh tịnh của hư không. Cái niết bàn của Phật cũng vậy, niết bàn chỉ có thường, vì không ai làm cho nó tạm không được, cho nó mất được. Và nó không có lạc mà nó chỉ có tịnh, không ai làm cho nó vô được. Tôi nói ví dụ như cái đất đó nè, mình chôn thay ma từ bao nhiêu triệu năm rồi đó chứ, nhưng mà chôn dưới đất rồi nó tự hóa giải hết à. Nước cũng vậy, nước mà nếu nó không tự hóa giải là tới nay mình không còn nước uống đâu. Cái chất của nó là tịnh mà, cho nên là tự mình làm cho nó mất tịnh, nhưng mà rồi nó tự hóa giải hết. Thế thì cái niết bàn là chỉ có tịnh và thường, chứ không có cái lạc đột nhiên cũng như là cái ngã. Niết bàn của Thanh Văn Duyên Giác cùng niết bàn của Như Lai chẳng có sai khác,
Nước bạn là một thứ, nhưng mà còn đại nước bạn hay tiểu nước bạn hay trung nước bạn là do người, do cái nguyên nhân tu tập mình đoạn kiết sử cỡ nào, chứ nước bạn là một thứ. Cũng như bây giờ mọi người chúng ta đây nè, đúng ra là trong mọi người đây, mà cả nhân loại trong 8 tỷ người trên cái quả địa cầu, ai cũng đều có tự tánh niết bàn, tự tánh thanh tịnh niết bàn một thứ. Kể cả niết bàn đó y như của Phật, không có khác. Nhưng mà tại mình không thấy thôi. Giống như là mặt trăng 16, 17, 18 là trăng có đấy, nhưng mà tối lúc này ra không thấy trăng. Không thấy trăng là tại vì là mây mù che trước, chứ không phải vì vậy mà không có trăng. Và trăng đó nửa mặt địa cầu đều có cho tất cả mọi người, chứ cái trăng sáng đó không dành riêng cho ai hết. Và trong đó những người khiếm thị thì vĩnh viễn không thấy trăng. Những người mỏng mắt thấy trăng có nhỏ hơn cái thị lực thị trường của cái người mỏng mắt, nó không giống mênh mông như người hai mắt. Còn như cái người mà hoàn toàn khiếm thị thì coi như không có trăng. Đó là tại người chứ không phải là tại trăng. Còn như mờ mờ như tôi vậy thì thấy cái sáng trăng khác, còn có 10%. Thế thì cái nước bàn cũng vậy, nước bàn y một thứ giống nhau, mà tùy theo con người, dựa trên kiến tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, dựa trên cái công dụng đoạn trừ phiền não vô minh hoặc trước, mà nước bàn có đại có trung có tiểu, thậm chí không có niết bàn như phàm phu. Bát địa phàm phu thì không có niết bàn. Dầu không có niết bàn tiểu trung đại, nhưng mà cái tự tánh thanh tịnh niết bàn không có lúc nào tạm không. Chỗ đó là kinh điển niết bàn của Phật nói như thế. Do vậy cho nên cái lúc nào mà người ta buồn bực đau khổ nhất, rồi cũng có những phút giây người ta trở về, người ta gặp cái đó, người ta gặp cái an lành nhẹ nhàng đó. Nhưng mà có cái là thời gian nó quá ngắn ngủi, người ta không để ý, ta không gặp. Cái chữ này là để ý đó. Cái bàn của Thanh Văn Duy Giác cùng nhất bàn của Như Lai chẳng có sai khác, chẳng có sai khác mà có, chẳng có sai khác là cái thể thì không có sai khác, nhưng mà cái tướng và cái dụng á thì có sai khác. Cũng như nhìn trăng ban đêm, nửa quả địa cầu đều có trăng không sai khác, mà tùy theo cái bệnh con mắt của từng người, tùy nơi mà sáng trăng có sai khác. Tập cái phiền não của Thanh Văn Duyên Giác tự che chướng cái chứng ký, cho nên niết bàn của họ chứng đắc không gọi là đại niết bàn. Đại có một thứ thôi, nhưng mà Thanh Văn Duyên Giác thì không được gọi là đại niết bàn. Chẳng hạn như cái hàng thanh văn mà Đức Phật dạy tu tứ đế rồi là hàng thanh văn thấy rằng giáo lý tứ đế là cực kỳ là trọn vẹn rồi. Phật dạy chúng con tu giáo lý tứ đế, hộ đế, tập đế, nhật đế, đạo đế, chúng con làm rồi, hoàn toàn ngon lành rồi, chúng con có niết bàn rồi. Mà Đức Phật còn nói kinh Pháp Hoa là cao siêu lắm, sao lại bác ơi, các hàng thanh văn duyên giác các ông không hiểu nổi. Nghe bực bội quá, 3.000 người bỏ hộ sở, bỏ hộ trường mà đi. Đấy. Là tại vì họ cho là như nó được rồi,
Sự thật họ còn bị che chướng mà họ không hay đấy. Cho nên là khi mà nói kinh Đại Thừa đó thì vô giảng dĩ tỷ thiệt bất ý, vô sắc thân nước vị xuất pháp, vô nhãn giới nải chí vô ý thức giới, vô vô minh diệt vô minh tận, nải chí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô có tập diệt nào cái mà ông cho là hạnh nhất đấy, tới đây thì lại phủi một cái vẹt. Không có khổ, không có tập đê, bởi vì thật tính vô minh tức Phật tánh, thấy không? Còn ảo quá không thân tức, pháp thân thì khổ ở đâu? À, pháp thân giác liệu vô nhất Phật, lấy gì khổ? Không có nhất vô nhất vật thì còn cái gì để chịu khổ chứ? Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, còn như ngũ uẩn chỉ là cái thứ phù hư không khứ, không khứ lai. Còn cái tham sân si mà mấy ông gọi là mấy ông tu ghê gớm lắm đó hả? Đồ bỏ tam độc thủy bào hư sức, hư sức mộ. Hay hả sư, hay hả? Nhưng mà nghe cũng hơi khó đó, phải nhớ kinh mới được đấy. Ôi, tôi không, tôi mê chứ, cho nên là chết bỏ, chứ còn là không có bỏ đâu mà. Mê lắm. Đạo Phật hay lắm đấy, không tu đạo Phật là ổn. Tại đó tập khí về não nên nhân viên nhất là tự che trước chính thí, cho nên niết bàn của họ chính đắc không gọi là đại niết bàn. Hàng tinh văn nhân giác cho đến thập trụ đại bồ tát có được niết bàn nhưng không được gọi là đại niết bàn. Ví như thôn trường, người có cửa hàng tài sản vốn liếng bực vừa thì gọi là thương gia, chứ chưa được gọi là đại thương gia. Còn người nào cửa hàng tài sản kho đụng nhiều mới gọi là đại thương gia, là đại gia. Đấy, nếu bạn là vậy thôi hết giờ rồi, mình đi được rồi. Hay quá, không nên học nhiều à. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng học Phật đạo do thượng thệ nguyện thành. Ngày xưa con bơ vơ trong đời u tối, trầm luân nghe đau thương kiếp làm con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, được con thoát cuộc sống chơi vơi qua bên kia bên bờ đi tới. Sáng ngày ánh mặt trời, tình thương nghe bao la lời thầy ấm áp, bình an nghe mênh mông tiếng thầy tràn hòa. Thầy ơi,
chân lý là chính tâm hoa, trong vô biên không lời không ý, nghe thanh thoát niềm vui tràn bờ. Thầy ơi, con xin hứa dù khó không lùi, theo chân lý con sống an vui, quay trở về nguồn âm trong xa, sẽ vượt thoát từ sân này rồi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la, lặng yên nhưng bao sương muôn loài xa vắng, tình thương nghe mênh mông bất tận không bờ. Lặng yên